Về tính xấu thì em có một cái tính xấu đó là em Đây là câu hỏi dành cho bạn, đó là bạn miêu tả bản thân của mình như thế nào? Có nghĩa là bạn phải miêu tả và cả tính bản tốt tính xấu thân của em đó là về tính tốt trước đi. nha. Tính tốt thì em là một người rất là lạc quan và rất là giống là mình nói là chăm chỉ làm việc, và mà hơn thế nữa là em rất là độc lập. Và cái về tính xấu thì em có một cái tính xấu đó là em rất là hơi bị nóng vội, cho nên kể cả trong lúc anh nhìn thấy em trả lời ở trên TV, lúc đó là em biết là chết rồi, xong hết giờ rồi, cho nên em phải tăng tốc. Đã quen với lại cái nhịp đó rồi. Dạ. Còn anh Phúc, khi mà cô này cô tự nhận xét như vậy thì anh còn cần bổ sung gì không, đặc biệt là những tính xấu Thật anh? ra là nếu mà Phương Khánh nói là nóng vội thì Phúc xác nhận điều đó nha. Dạ. Là bởi vì hôm casting của cái dự án của Phúc á, thì Phương Khánh từ Singapore trở về Hà Nội và Dạ. Phúc có phỏng vấn là ủa, anh có vòng casting ở miền Nam, tại sao em không chờ? Đó, em không thể nào chờ đợi được nữa. Là em bay thẳng từ Singapore về. Thì chính cái điều đó nó là cái ưu điểm, chứ không, đối với Phúc không phải là một cái nhược điểm đâu. Là bởi vì cái máu lửa, cái lửa trong con người của mình thôi thúc mình, và một cái người có quyết tâm thì họ mới làm nhanh. Có nghĩa là quyết là phải làm liền. Thì đó là Phúc đánh giá là một cái ưu điểm chứ không phải một khuyết điểm. Dạ vâng ạ. Hiểu người của mình nhiều như vậy thì anh có biết rằng là cô này có những cái tài lẻ nào không anh? Khi mà Phúc biết bạn Khánh thì Phúc bất ngờ một cái tài lẻ của bạn Khánh là rất là thích hát cải lương.